Miyamoto Musashi được coi là kiếm sĩ vĩ đại nhất lịch sử Nhật Bản do tính kỷ luật đến hà khắc của ông. Thật vậy, sử sách ghi chép lại, ông đã chiến 60 trận mà chưa thua trận nào. Trận đấu đầu tiên xảy ra khi ông 13 tuổi với một samurai lão làng dày dặn kinh nghiệm. Kết quả cuối cùng thuộc về Musashi. Ông tiếp tục hạ hàng chục những kiếm sĩ thuộc hàng đỉnh cao lúc bấy giờ. Sử cũ có ghi ông bất bại trong mọi trận chiến. Tuy vậy, Miyamoto Musashi không chỉ là một kiếm sĩ tài ba, ông còn là một nghệ sĩ, một triết gia và một Phật tử. Ông tìm ý nghĩa cuộc sống, viết sách về binh pháp, triết học và các tác phẩm của ông đã trở thành những cuốn sách gối đầu giường cho những ai muốn sống cuộc đời kỷ luật. Một tuần trước khi qua đời năm 1645, Miyamoto Musashi đã viết 21 nguyên tắc có tên là Dokudo. Ông thể hiện quan điểm sống nghiêm ngặt, trung trực và khổ hạnh có tính kỷ luật cao. Sự kỷ luật là một phẩm chất đã được con người trân trọng và tôn kính từ thuở hồng hoang. Nếu mọi người đều có tính kỷ luật và cư xử một cách tử tế thì đất nước hay nền văn minh sẽ thật sự thịnh vượng. Điều gì đã khiến Musashi trở nên kỷ luật như vậy? Chúng ta có thể học hỏi và áp dụng trí tuệ của ông để xây dựng tính kỷ luật cho mình như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết Miyamoto Musashi tự kỷ luật bản thân của tác giả Văn Sương được đăng tải trên website Spiderroom nhé. Trước khi đi tiếp thì Spiderroom có một thông tin rất quan trọng cần chia sẻ với các bạn. Đó là talk show Em út của nhà nhện Spiderroom mới đây đã có màn debut và sẽ là điểm dừng chân tiếp theo cho những khán giả đam mê podcast. Talk show sẽ tập trung hoàn toàn vào việc làm podcast thông qua 3 show chính là Society, podcast dùng góc nhìn khoa học để lý giải thế giới với khách mời là những thạc sĩ, tiến sĩ có tiếng trong từng mảng. The Creator, podcast đào sâu vào hành trình và bí quyết thành công ở mảnh đất làm sáng tạo. Và thứ ba là A Bittersweet Life, nơi chúng mình chia sẻ những câu chuyện đắng cay ngọt bùi của cuộc sống để giúp người nghe cảm thấy yêu đời hơn. Link dẫn đến talk show sẽ được chúng mình để ở dưới phần mô tả và bình luận ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì quay trở về với chủ đề chính ngay thế nào. Tự kỷ luật bản thân. Musashi từng nói, đừng tìm kiếm những khoái lạc. Vào cuối thế kỷ 16, Miyamoto đang thực hiện mục tiêu trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất. Ông đi khắp nơi từ những nơi tối tăm đến những nơi đáng sợ nhất. Ông lang thang trong rừng cô đơn và lạnh lẽo, chỉ có thanh kiếm làm bạn. Ông biết rằng sự vĩ đại luôn có cái giá phải trả và ông cần phải trả giá cho nó bất kể nó đắt thế nào. Ngay từ khi còn trẻ, ông đã hy sinh, từ bỏ con đường an nhàn, tập trung vào những gì mà ông muốn trở thành và trung thành với quyết định của mình. Thử tưởng tượng một phiên bản Miyamoto quyết định đắm chìm trong dục vọng, thức dậy muộn mỗi ngày, thường xuyên ăn những đồ ăn nhanh nhưng thiếu chất dinh dưỡng. Ông ấy không thể nào tiến xa để trở thành mục tiêu thành kiếm sĩ vĩ đại nhất như bây giờ. Ngày nay, trong một thế giới không ngừng kích thích các giác quan khiến chúng ta có những khoái lạc ngắn hạn, nó lại thiếu ý nghĩa. Theo nhiều vĩ nhân trong lịch sử nhân loại, những việc mà ta làm có ý nghĩa mới là điều thực sự cần thiết trong cuộc sống mỗi người và khiến ta hạnh phúc. Thế giới hiện đại có hàng trăm ngàn công cụ giúp ta đạt được những khoái lạc tức thì. Phải nói là chưa bao giờ dễ dàng tiếp cận như thế. Nhưng thực tế là việc đắm chìm trong những thứ vui không dẫn ta đến với hạnh phúc. Nó khiến ta cảm thấy trống rỗng và thậm chí là nghiện ngập chất kích thích. Ngày nay, sự sung sướng càng ngày càng dễ tiếp cận. Nó cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần lấy điện thoại trong túi là sẽ thấy ngay hình ảnh của những cô gái hấp dẫn trên TikTok, Instagram hay Facebook. Những video ngắn 5 đến 10 giây khiến chúng ta không tài nào tập trung viết một bài luận dài trăm trang nữa. Trong một nền kinh tế sức chú ý hay attention economy, sự khoái lạc được coi như là tiền tệ có giá trị nhất. Ta gần như không thể rời khỏi tầm ảnh hưởng của nó. Dù ta có làm gì thì luôn có một ai đó, một sản phẩm hoặc một dịch vụ trực chờ sẵn phía sau dụ dỗ ta đến với những lời hứa hão huyền. Để giải độc cho thứ này, ta nên tin vào điều gì thực sự khiến ta tiến về phía trước, từ bỏ mọi cám dỗ, rũ bỏ mọi dục vọng xung quanh ta. Ta cần nhìn vào những người đã thành công trong việc tìm kiếm những thứ có ý nghĩa thực sự và chiến đấu vì mục tiêu của họ như Miyamoto. Miyamoto cho rằng việc đắm chìm trong khoái lạc và dục vọng sẽ lãng phí thời gian, bởi vì thời gian được sử dụng hợp lý khi ta làm điều gì đó quan trọng, khiến ta cảm thấy như vừa làm được điều gì giúp ích cho bản thân, một cảm giác không gì sánh nổi. Theo Miyamoto, ngay cả khi ta kết hợp những khoái lạc này vào làm một, nó vẫn không thể sánh bằng cảm giác đạt được mục tiêu lớn. Làm những gì thực sự quan trọng sẽ khiến ta đạt được cội nguồn hạnh phúc thực sự. Đơn giản như việc đọc sách 15 cho đến 30 phút mỗi ngày trong cả năm, khi giao thừa vừa qua cảm giác vỡ òa hạnh phúc khi nhìn lại những trang sách đã ghi chú. Tưởng tượng ta có một cơ thể khỏe mạnh, ngày nào ta cũng đẩy tạ, kéo tạ, rồi những thớ cơ, thớ gân nổi cuồn cuộn trong gương khi ta tắm khiến ta hạnh phúc biết nhường nào, không gì có thể sánh được. Chỉ cần nghĩ về ngày mà đơn hàng ồ ạt về cửa hàng của ta sau khi đã nỗ lực hàng năm trời để kinh doanh, cảm giác không gì tả nổi.
Làm sao mà những cảm giác hạnh phúc thoáng qua, mang theo khoái lạc và dục vọng, có thể sánh được với những cảm giác chiến thắng mạnh mẽ như vậy? Khi ta muốn chụp lấy điện thoại và coi thứ gì đó như mấy em chân dài mông cong ngực bự thì ngay lập tức hãy bỏ nó xuống và quay sang làm việc gì đó phục vụ cho mục tiêu lâu dài của mình. Hãy cứ làm những việc đơn giản trước, mọi thứ sẽ dần tạo thành thói quen cho chúng ta. Tập trung vào một mục tiêu duy nhất và nâng cao cảnh giới trong lĩnh vực đó. Musashi từng viết rằng, hãy thực hành và hiểu cặn kẽ vấn đề một cách rõ ràng như chính ta đang hiểu bản thân mình. Bản thân ông cũng đã dành gần trọn cả cuộc đời để luyện kiếm. Khi còn là thanh niên, ông luyện tập xuyên ngày xuyên đêm không kể mệt mỏi. Ông đẩy giới hạn của mình lên trên mức chịu đựng. Ông bắt đầu phiêu bạt khi mới 15 tuổi. Ông đi khắp Nhật Bản, học hỏi từ những kiếm sư giỏi nhất lúc bấy giờ. Ông thách đấu với những kiếm khách nổi tiếng trong vùng mà ông tới. Những cao thủ dày dặn kinh nghiệm cũng không làm ông nao núng. Ông không sợ bất cứ ai. Với khát vọng trở thành số một thiên hạ về kiếm thuật, ông luyện kiếm ngày đêm với sự khắc nghiệt của mỗi buổi tập. Kỹ năng của ông trở nên mạnh mẽ và không ai có thể vượt qua. Phương pháp của ông đã được cả thế giới biết đến cho tới tận bây giờ. Ông luyện kiếm tới hàng nghìn lần, nhuần nhuyễn kỹ năng của mình, như trong truyện thì gọi là thanh kiếm. Chúng ta đang sống trong thế giới tràn ngập những cơ hội. Mọi người mơ tưởng tìm thấy công việc mình thích, công việc đam mê làm cả đời không biết chán. Nhưng thực tế, đa số chúng ta không thể tìm thấy được. Mọi chuyện không đơn giản như vậy. Chúng ta cứ mãi chạy theo số đông, nay học cái này, mai học cái kia, năm nay thử việc này, năm sau nhảy chỗ kia. Ta tìm kiếm một ham muốn vô bờ bến mà mãi mãi khó lòng đạt được. Nó làm cho ta lo lắng. Chứng này được gọi là tê liệt lựa chọn, là khi ta có quá nhiều lựa chọn và làm giảm chất lượng cuộc sống của chúng ta đi. Nó như việc ta bước vào một bữa tiệc buffet tự chọn. Ta có quyền gắp bất cứ thứ gì trên bàn. Lúc đầu rất hào hứng, nhưng khi ta phải đưa ra nhiều quyết định xem ăn cái gì trước, ăn cái gì sau, ta lo lắng cái bụng mỡ, ta lo lắng món này chưa ăn được nhiều, ta lo lắng và ta lo lắng. Ồ, thật nhiều món ngon, nhưng dạ dày của chúng ta thì không thể chứa tất cả. Vì thế, ta gắp mỗi thứ một ít. Cái đĩa trước mặt trông như là một đống hổ lớn vừa mặn, vừa ngọt, vừa chua, vừa cay, một nồi lẩu thập cẩm trong bụng ta. Ngộ độc là điều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đó chính là những gì đang xảy ra trên thế giới hiện nay. Chúng ta mất phương hướng. Trên đời sống này, ta sẽ gặp rất nhiều cơ hội chúng ta không thể chọn lọc được. Thay vì thế, chỉ cần tập trung vào một thứ mà thôi. Nhiều người nghĩ rằng họ giỏi mọi thứ, họ nhảy hết chỗ này tới chỗ khác. Họ thiếu kiên nhẫn, mất tập trung để đạt đến một mức độ hiểu biết được gọi là giỏi cho một kỹ năng. Cuối cùng, họ bỏ cuộc chơi. Vì thế họ chán nản, chửi đời, chửi người, tính cách có bản một cuộc sống cực kỳ đau khổ. Họ tự than vãn, cuộc sống của họ không bao giờ như ý muốn. Họ lại nhảy sang nghề khác rồi vòng lặp lại bắt đầu. Có câu nói, một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Các cụ nói chẳng sai bao giờ. Đừng đứng núi này trông núi nọ. Loại bỏ mọi phân tâm ra ngoài, kiên nhẫn thực hiện nhuần nhuyễn những thứ mà chúng ta muốn, kỹ năng mà chúng ta cần, như thanh kiếm Miyamoto. Giữ tập trung. Musashi từng viết rằng, đừng để bị lạc lối. Không giống như nhiều người có địa vị cao trong xã hội, ông không theo đuổi một cuộc sống xa hoa nhiều của cải. Ngay từ nhỏ, ông đã sinh ra trong một gia đình danh giá, đức cao trọng vọng. Ông có thể ở vậy, ăn ngon ngủ kỹ suốt cả đời. Nhưng Musashi đã ra đi khi còn rất trẻ để đối mặt với những thách thức thực hiện ước mơ của mình. Thế giới quan của ông rất khác so với những đứa trẻ thời đó. Có lẽ đó là lý do vì sao ông đã đạt được những thành tựu mà tới giờ mọi người vẫn nể phục. Ngay cả khi ông đạt được thành công, danh vọng, khắp nước Nhật đều biết ông là một thanh kiếm, ông vẫn không buông thả mình vào dục vọng. Khi được mời ở lại những nơi sang trọng nhất, ông chỉ nán lại một thời gian ngắn rồi rời đến những nơi khác để học hỏi những điều mới, chinh phục những thử thách mới. Ông là một người có khả năng tự kỷ luật bản thân, có thể nói là phi thường tới mức khó ai bì được. Ông gạt bỏ mọi rào cản ngáng đường, ông tập trung và ưu tiên vào những gì thực sự hữu ích. Chắc hẳn, chúng ta luôn nghĩ Musashi sẽ thích những thứ xa xỉ như là sơn hào hải vị khi trông thấy, nhưng điều quan trọng là nó không làm cho ông sao nhãng. Đó là cách Musashi đã sống, đó cũng là cách cho đến giờ mà đời người luôn nhớ tới ông. Cốt lõi triết lý của Miyamoto Musashi là trong cuộc sống mỗi người chúng ta đều cần phải có hai con đường. Một bên là dục vọng, gồm những thứ đẹp đẽ, sơn hào hải vị, bia rượu và thuốc lá, chất gây nghiện. Đa phần chúng ta sẽ lựa chọn con đường này vì nó rất dễ được tiếp cận. Bên còn lại là màn sương mù không thể xuyên thủng và rất khó xác định. Rõ ràng con đường thứ nhất rất dễ nhận ra bởi nó là sự vui sướng tức thời. Nhưng chúng ta không hề hay biết rằng con đường thứ hai mới đưa chúng ta đến với sự tự do, tìm thấy ý nghĩa cuộc sống, nhận ra bình yên trong tâm trí. Con đường này không hề dễ đi, nó đòi hỏi sự quyết tâm, kỷ luật, thậm chí phải hy sinh mồ hôi, máu và nước mắt. Nhưng sớm hay muộn, những người quyết định con đường thứ hai và chỉ tập trung vào những gì thực sự có ích cho ước mơ
ước muốn đạt được, ngay cả khi nó đi ngược lại với số đông. Những người này sẽ nếm trải hương vị của đớn đau trong cuộc sống, đắng cay ngọt bùi đủ vị. Còn những người đầu hàng số phận để thay đổi những thứ thèm muốn thể xác, thú vui tức thời, sẽ không bao giờ đạt được ước mơ. Họ như những con zombie chỉ sống cho qua ngày. Ví dụ chúng ta không thích ngoại hình quá khổ hay quá gầy của mình, ta quyết định đặt mục tiêu đạt được một cơ thể cường tráng, khỏe mạnh. Mỗi ngày chúng ta sẽ phải ra quyết định giữa hai lựa chọn: ăn những thức ăn không tốt cho sức khỏe, bỏ những buổi tập để ngồi xem TikTok, hay ăn nghiêm ngặt theo thực đơn đã nghiên cứu, tới phòng tập hay sân thể thao tập 1 đến 2 tiếng. Con đường thứ hai khiến chúng ta hy sinh những thú vui ngắn hạn để hướng tới mục tiêu dài hạn. Vì vậy, chắc chắn chúng ta sẽ thấy lo lắng vì cơ thể mỗi ngày đều không có gì thay đổi, phải hàng tháng, hàng năm mới có sự thay đổi rõ rệt. Chính thế, chúng ta đang đi đúng đường khi ta không cảm thấy lo lắng với con đường phía trước, vì ta đã không tự đẩy mình ra khỏi vùng an toàn. Một chút sợ hãi là một điều tốt. Rồi sau một năm soi gương nhìn lại bức ảnh cũ, chúng ta sẽ thấy niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ bến, đôi tay cuồn cuộn cơ bắp, bộ ngực căng đầy, bờ vai vạm vỡ, một cơ thể khỏe mạnh tràn đầy sinh lực. Đó là thành quả bao ngày nỗ lực tập luyện, hy sinh những dục vọng ngắn hạn. Sống chính trực và gìn giữ danh dự của bản thân. Musashi từng viết: chúng ta có thể từ bỏ thân xác này, nhưng danh dự của bản thân không bao giờ được để mất. Triết lý của Miyamoto Musashi là một nền tảng các quy tắc đạo đức được truyền từ các samurai gọi là Bushido hay võ sĩ đạo. Rõ hơn, Bushido là một tập hợp các đức tính mà con người có thể làm theo để sống một cuộc đời đức hạnh cao quý. Bushido có 7 đức tính là công lý, nhân từ, can đảm, tôn trọng, chân thành, danh dự và tận tâm. Đây là hình mẫu chuẩn của một samurai. Những hành động anh hùng, bất khuất, phong thái cao thượng đều là Bushido, võ sĩ đạo. Điều đặc biệt là dù danh dự chỉ là một trong 7 đức tính cần có của Bushido, nhưng nó lại ẩn chứa mọi tinh hoa của tầng lớp võ sĩ. Với một võ sĩ, danh dự là chất keo kết dính tất cả các đức tính khác. Danh dự là sự tự trọng. Chỉ khi ta tôn trọng chính mình, ta cũng đang có sự trung trực và chính trực trong người. Danh dự là bảo vệ lẽ phải. Vì vậy, dù trong những tình huống ta có làm sai cũng đừng nên trốn tránh, mà thay vào đó, hãy can đảm nhận lỗi và hành động khắc phục lỗi lầm, dù ít hay nhiều. Danh dự là không dẫm đạp lên những người yếu đuối, dễ tổn thương, cho dù ta có đang ở vị trí quyền lực hơn họ. Đó là lòng trắc ẩn. Danh dự là sẵn sàng mạo hiểm mọi thứ để giữ gìn phẩm giá mà ta đã tin tưởng. Đó là sự trung thành đến tận xương tủy. Và như vậy là chúng ta đã tìm hiểu về một số triết lý sống quan trọng của huyền thoại Miyamoto Musashi. Tất cả những điều ấy rõ ràng không dễ để học hỏi và thực hành theo, nhưng chính vì làm được theo những quy tắc, triết lý ấy mà Musashi mới trở thành con người được ngưỡng mộ và trọng vọng. Người đời nhớ về Musashi không chỉ bởi tài năng kiếm thuật vô song của ông, mà còn vì cách sống, cách suy nghĩ và cách đối nhân xử thế của ông. Thông qua video này, hy vọng các bạn cũng đã có thể phần nào nắm bắt được những điều cơ bản trong triết lý sống kỷ luật của Miyamoto Musashi, từ đó có thể học hỏi và thực hành phong cách sống tự kỷ luật bản thân của ông. Các bạn nghĩ sao về Miyamoto Musashi nói chung và phong cách sống này của ông? Hãy cùng chia sẻ trong phần bình luận bên dưới. Và đừng quên bấm like, share video nếu các bạn thích và subscribe cũng như là bật chuông thông báo của Spider Room để đón xem thêm những video thú vị khác nhé. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Peace!